Kính thưa quý vị, nghĩa trang thuyền biến thành điểm du lịch, tin từ New York City, New York. Một nghĩa trang tàu thuyền chứa đầy những phà, tàu kéo, tàu du lịch và cả một chiếc tàu ngầm mục nát đang thu hút những đám đông mua vé để được một hướng dẫn viên đưa họ chèo thuyền kayak đến tham quan. Đây là tour du lịch bằng kayak có tên là Nghĩa trang tàu thuyền ở thành phố New York. Tour này được thường bán hết vé và ăn khách hơn những chuyến chèo thuyền đến các cảnh sông hồ mênh mông kế cận do ông John Pagani của công ty Kayak East điều hành. Theo lời ông Pagani, thì một trong những điều mà người ta thích về tour nghĩa trang tàu thuyền là nó cũ và rỉ sét và họ có thể thấy sự cũ kỹ của nó. Du khách sẽ tưởng tượng ra tình trạng của những chiếc tàu này trước khi chúng cũ nát, về việc thời gian đã chiếm lĩnh mọi thứ. Đây là một chiếc tàu săn ngầm PC-1264 chuyên rượt theo những tàu ngầm U của Đức trong một nỗ lực để bảo vệ các tàu buôn của đồng minh băng qua Đại Tây Dương. Đây là vỏ của tàu YOG-64, rất dễ để hình dung ra thời hoàng kim của nó trong vai trò một chiếc tàu chở xăng trong đệ nhị thế chiến, dũng mãnh băng qua Thái Bình Dương để tiếp tế cho Hải quân Hoa Kỳ. Tàu Bayou Black Mermin từng phục vụ nước Hoa Kỳ bằng cách đi đặt mìn trong vùng biển của kẻ thù. Có một thời những bãi rác dưới mặt nước là một vấn đề gây nhức nhối và cần phải tránh, nhưng giờ đây chúng trở thành tụ điểm tham quan.